Tại sao V-Ship giữa Việt Nam và Singapore lại đánh giá đến như vậy sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc tại V-Ship? Thưa quý vị, tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập V-Ship Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhắc lại cách đây 10 năm, trên chính mảnh đất này đã chứng kiến lễ khởi công khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ V-Ship Quảng Ngãi với sự có mặt của Thủ tướng hai nước Việt Nam Singapore. Đây là dự án V-Ship đầu tiên tại khu vực miền Trung và cũng là dự án thứ 5 của V-Ship tại Việt Nam. Đến nay, sau 10 năm hình thành và đi vào hoạt động, V-Ship Quảng Ngãi đã đầu tư và phát triển hạ tầng quy mô trên 500 hectare theo hướng khu công nghiệp xanh và thân thiện với môi trường, thu hút được 37 nhà đầu tư đến từ các quốc gia, lãnh thổ khác nhau với tổng số vốn 1.042 triệu đô la Mỹ. V-Ship Quảng Ngãi đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động địa phương, thúc đẩy ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh có bước tăng trưởng đột phá, đưa Quảng Ngãi vươn lên, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, từng bước khẳng định vị thế tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.